gà gán tặng, tặng giùm cái luôn. My time to shine. What? Bao cái bao tôi bỏ đi anh chắc thôi nè. Anh sao vậy mấy anh, sao vậy trời ơi, cái gì vậy trời, đậu bắp rau muống nữa các bạn. Ta nói mới vô nó tiệt thu cái tóc biến em luôn rồi. Ở kiểu này nó hồi lên cấp 4 rồi. Ở tóc biến chim cuối đâu thể hiện cho bà con coi ta. Thôi đi về chứ để không mệt mỏi lắm các bạn. Nhưng mà mình ví dụ nha, lỡ đang đứng biến về vậy đó các bạn, rồi cái anh cơ ở đâu anh bắn một cái bóc, trời chắc lúc đó cừ mà cừ lết luôn ha các bạn á. Cái miệng ăn mắm ăn muối không mà các bạn, xui mọi người, nói đừng nói gì xui lắm bà con nha. Thôi bây giờ chúng ta bỏ mấy chuyện đó qua bên đi nè. Hồi nãy giờ chơi game chưa có chào bà con luôn nha. Hello everybody, annyeonghaseyo, sawasdee kap du kam chuma chai rok cha deo kap ne krai bình tv của em nha. Tính ra làng tơ chắc nó mừng lắm luôn các bạn. Sao nó đạp nhỏ có đường để chạy luôn á mà. Con sao này chơi game báo không vậy trời. Trời lỡ màn nát gừng đi gốc này mà nó tánh nóng chắc nó chữ dở lắm ha các bạn ha. Nó vô nó định giết ta mà nó đạp tay văng vô trụ cho chạy giùm luôn các bạn ha. Thằng này gặm thấy ghê luôn á. Ôi tôi muốn xanh ơi, xanh ơi nè, xanh thanh cỏ luôn rồi. Băng trụ hả mày, mười hả bảy, ủa lộn hả mày hả bưởi. Rồi tự nhiên vô tình có bù xanh bù đỏ luôn, trời thứ gì chịu nổi nha các bạn á. Tự nhiên mà ông mới chai không biết cái tự nhiên anh khỉ anh chạy vô anh đập tôi bà con. Tôi biết gì đâu, anh quánh tôi phản xạ lại cái giờ tôi cầm bộ bùa ảnh luôn rồi, kỳ quá trời quá đất luôn các bạn á. Nói chưa công nhận với các bạn, trời đất ơi cái xì kinh gì mà nó đẹp dữ vậy nè. Mà không phải gà gán tặng các bạn ơi, khổ quá trời luôn á. Ý, cái gì mà gần gần vậy nè. Hát xì nè, ủa lộn, hát xóm nè. Một chế đã ra đi, và chế tiếp theo là chế nào đây? Thằng nào vậy? À, ra là anh Maxi đi các bạn. Dứt hát xọt mày luôn, khỏi hát xì luôn con. Rồi thêm một thằng nữa các bạn nha. Ta nói hết máu mà hổ báo cáo trồn nè. Vậy thì chỉ có cấp đầu về tới đàn rồi ha các bạn ha. Và tới là một pha đích bô cưu dành cho anh ca dắt quýt ba bầu. Mình kiếm sang chấn tâm lý hay gì ta, hồi đó như mày mới thấy ăn hôi á mày. Trời ơi trời, nó đứng im gu luôn các bạn, kiểu như bất ngờ hay sao. Có quay clip không? Ủa bạn này biết mình hả ta? Ôi cảm ơn bạn nhiều nha, bá đùm nha, mình đang quay clip luôn á bạn ơi. Úi giời ơi. Bây giờ chúng ta bỏ chuyện đó qua bên đi ha. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tập trung vô vấn đề của trận. Lại là anh khỉ búp. Trời đất ơi, hồi nãy thì tại vị trí đó các bạn. Em không biết gì nha. Em không biết gì trơn trời. Em thấy bá đình ập xuống, bá đùm chúng bá đình các bạn. Bá đùm ập xuống em chạy lại em đẩy trụ quán cái bóc. Ta nói nằm xả lai luôn các bạn. Ta nói hồi nãy cũng tại cái vị trí đó anh nhả cái bộ bùa ra cho mình, thì bây giờ túc cà tiệp lại là cái vị trí đó anh nhả lại cái bù xanh cho em túng anh ao quá mà bà con thấy rõ ràng không, em đạp có 2-3 cái gì kêu à mà cái ống mana em bà con có thấy không, sao mà thấy được ta nói nó đi ủa hả cha gì hoài vậy nè. Ôi thôi tụi bay đừng đập nữa bay ơi, trời nè trời nha, đừng nè, trời nó quánh được, trời không biết chạy được, trời chạy được các bạn. Trời ơi anh khỉ chạy được rồi mừng đấy ghê luôn các bạn. Chứ đây không anh chết hoài tem anh chữ anh đó các bạn. Thôi bỏ mà, giờ bà con cô bác gì có chết không ạ? Ơi anh không có banh trụ các bạn, anh không có chơi bẫy,
mừng quá trời quá đất luôn các bạn, thiệt luôn á, mừng mà cái bụng nó ốm không nổi luôn á các bạn. Ủa không, mừng mà sao ta. Thôi cái nào khó bỏ qua đi các bạn, cái nào khó quá bỏ qua đi ha, để mình ngắm mình nghía coi. À thấy rồi nè, với ai vậy cha, dí nè. Trời ơi, cuối cùng anh cũng nằm xuống nữa rồi, mừng quá các bạn ơi, tưởng đâu anh gõ cái chim. Thôi mà anh sao vậy, anh sao vậy, anh bình tĩnh nè anh trai ơi, bình tĩnh tự tin và đừng cây cú chứ nè. Ừ nó bỏ rồi các bạn. Ủa sao nay hên dữ nè, ta nói hay nó không bằng hên là ở chỗ này đó các bạn. Hồi nãy tận dụn cái con quái gừng, các bạn thấy ghê không, tôi lách vô đó để làm chi tôi cũng không biết luôn, tự nhiên cái nó móc không trúng các bạn. Hên quá các bạn ơi, chứ bình thường á, đúng như là trong clip với lại trong live stream đó các bạn, là thường những pha như vậy á các bạn là mình đã đang đếm số rồi, và tầm ở cái phút này thì chết đâu là cũng khoảng tầm 3 đến 5 mạng rồi. Người tính ra không ai mượn nói luôn á. Nói chứ chắc hẳn ngày hôm nay bạn nào mà đam mê chơi cái vị tướng ra dách này á, không phải ra dách quýt bà bầu nè các bạn, là chắc là các bạn sẽ vui lắm đúng không, vì nó ra skin mới mà, và đặc biệt là cái vị tướng này bây giờ nó thuộc dạng là cái vị tướng quốc dân rồi các bạn. Ta nói nhà nhà chơi ga dách, người người chơi ga dách, ai cũng chơi ga dách đó bà con công nhận không đó. Cho nên là nó ra một cái bộ skin mới quá đẹp đi, mà những bạn nào mà xem xong cái clip này á mà các bạn không có cái vị tướng này, các bạn đừng có lo, các bạn đừng có mà gọi là băn khoăn lo lắng làm cái gì. Tại các bạn biết sao không, gà gán bây giờ người ta bán mắc dữ lắm, cho nên các bạn muốn có cái vị tướng ra dách này á, cái ạc của bạn chơi thì các bạn làm gì nè, vô shopping.vn. Mọi người ơi, mọi người ơi, 300 mấy chục ngày nữa là tới Tết nữa rồi, cho nên shopping.vn khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp nha. Quẹo nạp luôn bà con cô bác ơi. Bởi ta nói mấy thằng cao thủ nó không bao giờ nó bằng mấy thằng tranh thủ là ở chỗ này, đúng không bà con? Đúng không nè, đúng đúng, vì mọi chuyện đấu qua bên, nhưng mình không có nhiều chuyện các bạn đâu nha. Anh Tân Voi ảnh có cái tiệm điện thoại ở bên đường Trần Văn Đan quận 3 đó bà con. Bà con biết đường đó không? Trần Văn Đan quận 3 nha, mình nói lại một lần cuối rồi nha các bạn. Trần Văn Đan quận 3 đã không nói nữa nha. Bây giờ ai ép là cũng không nói nữa đâu. Không nói là không nói các bạn nha. Bây giờ là tập trung chơi game nè. Chứ không có mà Trần Văn Đan quận 3 shopping.vn rồi cái đó bỏ hết nha các bạn nha. Rồi. Xong luôn rồi, xong luôn rồi, xong rồi. Cái gì vậy? Ừ, sao tự nhiên tôi ăn mạng ta? Em là em không biết gì nha, bà con thấy rõ ràng không? Tự nhiên nó ụp xuống rồi ba thằng đứng đó. Ta nói đứng nhe răng nhìn cừ các bạn ha. Mà không hiểu tại sao cái mạng của anh nhậu khỉ lại thuộc về mình. Mình đâu có ăn hôi đâu các bạn. Mà mình là cái người trực tiếp đạp nó thẳng vô đó đó. Nhưng mà có biết gì đâu. Kiểu như là thời tới cản ông nổi hay sao á bà con, đúng không anh? Đúng đúng gì? Cũng là một cái pop. Đó các bạn thấy không? Tự nhiên ở đâu mạng nó cứ về hoài luôn. Ôi ôi xanh như cái tàu lá chuối luôn rồi mấy cha ơi. Vậy chứ các bạn ơi, mặc dù nãy giờ mình ngồi mình nói chuyện mình cười mình vui vậy thôi, chứ thực ra mình cũng đang buồn lắm á các bạn. Mình buồn ở đây không phải là mình buồn ngủ nha các bạn nha, mà các bạn biết buồn gì không? Không biết máu mới cha gì mà nó cứ bị khan tiếng hoài luôn á trời. Thiệt luôn á, nãy giờ bà con nghe cái giọng mình rồi bà con để ý được mà đúng không? Nó mình không biết tìm ra được cái lý do tại sao mình bị khan tiếng vậy hoài luôn các bạn. Bữa mình đi khám bệnh rồi, uống thuốc mấy tuần rồi mấy cha, mà không biết sao nay bị tái phát lại nè. Để thời gian sắp tới rồi đi khám chỗ khác rồi nó làm sao các bạn. Với lại là hai ngày qua bà con thấy nữa, mình đâu có mần clip cho bà con coi được đâu, mà bữa trên live stream mình có thông báo cho bà con coi để ủa bà con nghe nữa, bà con nhớ không? Đó, bà con đừng buồn mình nha, bà con thông cảm giúp mình. Tại vì thời gian gần đây các bạn, và cũng như là thời gian sắp tới á, trong vòng 1 hoặc 2 tháng á, mình nói thiệt với các bạn luôn, là mình tâm sự thiệt với các bạn nha, là mình sẽ rất là bận luôn, bận công việc cuộc sống ở ngoài các bạn. Nó có một số chuyện mà mình cần phải xử lý và cũng như là giải quyết, nhưng mình không có chia sẻ với các bạn được. Không phải là mình ích kỷ gì các bạn, nhưng mà tại chưa tiện, chưa đúng thời cơ để mình tâm sự, chia sẻ các bạn á, cho nên là các bạn thông cảm nha. Thì có gì tới đó mình thông báo cũng như tâm sự chia sẻ nhiều chuyện với bà con nghe sao nha. Còn bây giờ mà lỡ thời gian sắp tới mà bà con có thấy là ít nhận thông báo từ clip hay là live stream mà cứ nghỉ li lẹ ông đệ rồi này nọ, mà kiểu như like mỗi ngày xong nghỉ ghi like ngày xong nghỉ rồi, thì các bạn thông cảm nha. Đó, nói trước để không mất công bà con giận mình. Cái gì vậy đàn ông nội, cái gì vậy nè, tôi bỏ đi nè. Ừ, hên quá nha.
nhưng mà nó không còn chiêu cuối các bạn. Mình chắc chắn với các bạn là vậy luôn. Tại sao nè? Tại nó có là nó bật nó bửa vô cái đầu mình rồi, chứ dễ gì mà đứng nó nhịn vậy các bạn. Đó, cho nên là bây giờ cho mượn mùi xanh xài đỡ được không nè? Cho không nè? Không cho thì thôi các bạn ha. Mình chẳng qua là pha đó là đậu cho mình hết máu rồi nha. Chứ mà mình hơn nửa cây là có thể các bạn mình chắc cũng không dám vô đâu. Thấy trọng đông dữ lắm các bạn. Ta nói hai đánh một không trọt cũng què. Mà vô trọng chỉ cần 3 cho tới 4 đàn thì nó quánh má nhìn không ra các bạn. Cho nên là chúng ta hổ báo ít thôi. Hổ báo là nó gọi là không tốt cho sức khỏe đó các bạn. Cho nên là nhớ nha mấy thằng ông cứu nội trong đây nè. Chiến gia luôn các bạn. Chơi bẫy thôi nhé luôn. Ta nói vô chơi live chi mà mấy thằng fan bê tông với mấy thằng fan ruột bà con tin không? Nó chơi y chang chủ kênh luôn các bạn. Không khác gì chủ kênh hết. Bà con không tin phải không? Bà con không tin cứ 8 giờ tối đó. Bà con ghé vô ứng dụng Nono Live, bà con coi cái là biết liền à. Mình không có nói lại lần nữa đâu nha, mà mình sẽ nói sơ sơ lại thôi là 8 giờ tối tại ứng dụng Nono Live nha các bạn. ID là 48581811. Cái số này nó dài quá đúng không các bạn? Thôi các bạn cũng biết cái tên của mình rồi. Không phải tính báo nha mọi người. Các bạn sợ tính báo mà mới ra đâu. Các bạn sợ là Penny Gài Mình TV. Không phải nữa. Mà tiếng Anh người ta kêu là gaming chứ không phải là gài mình các bạn. Mà tại tính báo nó kêu vậy đó. Cho nên là các bạn tìm một là cái ID, hai là cái tên nha. 8 giờ tối nha các bạn. 8 giờ tối hàng ngày tại ứng dụng Nulule. Mẹ nó tranh thủ quá trời quá. Á đù. Thấy rồi các bạn. Tôi thấy cái bản mặt của anh Joker rồi nè. Không ăn hôi được. Đến từ vị trí của anh Ga Dách, hay còn gọi là Ga Dách Quýt Bà Bầu, do một cái kênh YouTube bé nào đó nó kêu là như vậy. Và bây giờ anh Nát đang gặp sự nguy hiểm bởi anh MatchCD đang dí ảnh. Không biết là anh có chạy được ngay là không. Chạy được ơi. Và bây giờ anh Dách không quyết định từ bỏ cái ăn hôi. Anh ta dí anh MatchCD, nắm đá ngắt nhéo bập tay lia lịa ông đĩa búp hụt luôn rồi. Đạp cái đậu xanh đâu má nó đạp văng tụi cơm tao không trời thiệt luôn. Không biết nãy mấy cha mẹ nào có ăn cơm ngoài không nữa, lỡ chiêu cuối vậy rồi hên quá nha. Hồi nãy mà kết hợp thì cũng tống biến nữa chắc bè đỡ luôn á các bạn, thiệt luôn á. Không mà không sao đâu các bạn, các bạn coi các bạn chịu khó coi giùm mình, tại vì cái kênh của mình thì các bạn biết rồi, hai like nó ít lắm các bạn, bù like là ta nói nó nhóc luôn. Cho nên là bà con đồng cảm nghe. Thấy rồi nè. Mày no rồi con. Hoành thánh luôn. Thần thánh các bạn. Thấy ghê thiệt chứ. Các bạn thấy qua đó không? Sao mà đỡ được, sao mà đỡ được. Thứ gì chịu nổi nha các bạn ha. Bè đỡ luôn các bạn nè. Thêm cũng cái nạt đó các bạn thấy không? Mình có... Ở cái kiểu giống như là mình làm mẫu cho các bạn, cho các bạn thấy là ủa sao dùng được hai quả cầu băng xương ghê vậy trời. Đó là do phù hiệu á các bạn. Phù hiệu là lúc đầu mình đâu có dùng đâu. Bình thường phút thứ ba mình dùng rồi, mà hồi nãy mình không dùng, cho nên là cái phút này mình vẫn còn. Rồi mình mua thêm quả cầu, mình dùng cái của phù hiệu, xong rồi hết cái phù hiệu mình dùng tới của đồ, cho nên là cái phù hiệu nó không còn để dùng, là nó mất bên cái phù hiệu, nhưng mà bên đồ vẫn còn nha các bạn. Nó chẳng hạn giờ các bạn thấy không, bên đồ vẫn còn phù hiệu, ủa bên đồ vẫn còn quả cầu, nhưng mà phù hiệu đã mất quả cầu rồi. Quả cầu do nãy là mình đã dùng rồi, cho nên là trong phù hiệu không còn quả cầu, cho nên là bây giờ chỉ còn đúng cái quả cầu trong cái bộ đồ đó, bà con công nhận không? Đó cho nên là cái phù hiệu và cái bộ đồ bỏ qua một bên đi, nó không nói tiếp các bạn, nói hoài mà công chúng quánh mình á. Thôi không để bà con phải chờ lâu hơn nữa. Ở thì đây là cái bu đồ mà mình sử dụng trong trận đấu ngày hôm nay. Có vui gì vậy? Muốn làm sao nè các bạn? Tôi thấy nó đang ăn tè thần mà sao tự nhiên nó lè lử. Ôi nó chết mà nó cừ các bạn. Này bị gì trời? Ôi ơi trời. Nó chết mà nó cừ các bạn ơi. Trời ơi đồng bọn hay đồng địch với ta? Nói nghi nghi vậy nha. Thứ gì chịu nổi nha các bạn ha. Thôi chúng ta bỏ gì nó qua bên đi nè. Dí hoài mệt quá rồi. Ơi đây là bộ đồ của mình nha. Ở thì các bạn thấy nãy giờ đam bự không? Bự quá trời quá đất luôn các bạn. Do là trong trận đấu này mình không cần phải lên sách chi hồn đó các bạn. Vì bên kia đầu game đâu có nhiều chất tướng mà kiểu như là nó hút cũng như hồi máu đâu. Thế cho nên là mình tận dụng cái điều đó. Cái shot đầu tiên mình lên thẳng cái đôi dép đó luôn các bạn. Để chi? Để lấy xiên giáp phép. Rồi sau đó đó tiếp tục là lại vậy đó các bạn. Sau cuốn cùi là chúng ta không dùng sách chi hồn mà dùng sách thánh nha các bạn nha. Sách thánh đó mọi người, để chi? Để đâm nó bự. Này giờ bán nè.
Ừ ơi hên, tưởng đâu lè lử rồi chứ. Bốc. Ừ đất ơi, ta nói một phát một răng hàm mặt của anh Joker ảnh nẫn nộn luôn các bạn ha. Cảm ơn tất cả các bạn nhiều nha, vì nãy giờ các bạn đã xem clip ủng hộ mình. Nếu như bà con thích cái clip này, bà con nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu như mà bà con thích cái clip này hơn nữa, bà con muốn ủng hộ mình thì bà con tặng cho mình xin nút like nha, cũng như một lượt chia sẻ nè, để cái kênh cũng như là cái clip nó nhanh chóng được phát triển nha. Mình chân thành cảm ơn tất cả bà con rất là nhiều. Hẹn gặp lại bà con ở clip tiếp theo. Ai mua điện thoại không? Điện thoại iPhone giá rẻ giá rẻ. Bà con nào đang có nhu cầu tìm mua một cái điện thoại iPhone chính hãng thì nhớ ghé qua Tân Dôi shop của anh Tân Dôi tại đường Trần Văn Đang, quận 3 đi bà con. Mà nè, hiện tại đang có rất là nhiều chương trình ưu đãi chờ đón bà con á nha. Mua trả góp là xưa rồi. Còn bây giờ á, mua điện thoại tặng cái bịch.